Nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu trích ngừa vaccine đang tăng cao trong mùa dịch, đặc biệt là để người dân không phải đi xa, tốn kém chi phí và sức khỏe, hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn VNVC đã đưa vào hoạt động trung tâm trích ngừa mới tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đầu năm đến nay, đặc biệt là sau thời gian cách ly xã hội, rất nhiều người dân ở huyện Bình Chánh và các quận huyện lân cận tại thành phố Hồ Chí Minh đã phải di chuyển xa để đưa con nhỏ, người thân đến các trung tâm tiêm chủng ở nội thành để được tiêm vaccine thấu hiểu điều đó hệ thống trung tâm tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn đã nhanh chóng đưa vnvc trung sơn bình chánh đi vào hoạt động giúp người dân ngoại thành bình đẳng về vaccine và dịch vụ tiêm cao cấp với các nơi đồng thời giảm tải lượng khách hàng cho các trung tâm tiêm chủng trong thành phố với việc đưa vào hoạt động hàng loạt trung tâm tiêm chủng ở các địa phương đặc biệt là các vùng xa trung tâm vnvc mong muốn phục vụ nhiều hơn cho trẻ em đặc biệt người lớn được tiêm chủng những loại vaccine thiết yếu phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm